đổi công đàm vợ, đủ thuốc đủ chè và được cả hai họ bốn bên về đây chung vui và chúc mừng hạnh phúc trước tương lai cho Châu Hiền Trẻ Thảo trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa thầy, quý vị thân mến, đang và đang hiện diện tại trung tâm chương trình ngay lúc này đây, cho phép những làm chương trình xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, đó chính là sự hiện diện của đường kim chú rể Hùng Bia cùng với cô dâu Diệu Quyên, và chính họ đã cho chúng ta lý do từ ngày hôm nay để có mặt tại đây để cùng chung vui và cùng chúc mừng. Và khi cô dâu và chú rể có lẽ rằng ấy là toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dâu, chú bác, bạn bè xa gần của hai bạn đã trở nên đông đủ để chung vui, để chúc mừng cho hai bạn. Và có lẽ rằng để có những lời cảm ơn chân thành đến sự diện của toàn thể quý vị quân viên khách quý, thì ngay sau đây cho phép nhà sơn xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ chuẩn bị cúi một cái quy chào thân thương để thay cho những lời cảm ơn chân thành, lời chia sẻ sắc nhất đến sự diện của toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một lần nữa thì cô dâu và chú rể của chúng tôi xin phép được quý chào quý diện kiến đến toàn thể quý vị, một trong những thân lớn để cùng chúc mừng ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, ngày vui ngày hạnh phúc trong đài nhất của cặp đôi nương trong buổi trưa ngày hôm nay không thể thiếu được đứng bậc làm cha làm mẹ. Quả đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, và nước biển mênh mông không dân đầy tình mẹ, may trời đồng đồng không phổ kiến công cha. Sinh con ra mong con đấng trưởng thành, có đúc hoạn nạn có đúc đáng cây, cha mẹ vẫn chăm con như hoa trên cành. Và hôm nay đây ngày vui ngày hạnh phúc của hai con không thể thiếu được song phân thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời đại diện của gia đình nhà gái có bố Lương Văn Hiến và mẹ Lò Thị Mai trở về sân khấu để ra mắt cùng hai con. Xin được trân trọng kính mời gia đình nhà gái. Dạ vâng, và cùng chung tay với cánh thập hồng xin được trân trọng kính mời phía tư do nhà trai, xin được trân trọng kính mời bác Hoàng Văn Thìn cùng với bác Hoàng Thị Tinh, cũng chính là cha sinh mà đẻ thần sinh phụ mẫu của đường kim chú rể Hùng Bia, và xin được trân trọng kính mời hai bác di chuyển ở phía sân khấu chính và để ra mắt diện kiến với toàn thể quý vị. Sớm mất phút giàn tàn nay, khẩn bắt sân khấu ớt hạ khải tà, ảy ế nại nọc bòi mẹ bản cuồng hâu, trời phẳng khởi mân đi nọ, bà đuổi phát xuất khỏi xà đầy cáo đẩy mơi. Và xin trân trọng kính mời gia đình của chúng ta hãy trở về cổng hoa để thay đại gia đình hạnh phúc của chúng ta bằng những tay bắt mặt mừng và trở về trung tâm bữa tiệc mừng hạnh phúc cho tương lai của hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình chúng ta hãy khẩn trương và trở về sân khấu đi ạ. Và các bác anh chị chúng ta có món quà ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho hai con, chúng ta hãy cùng nhau tiếp cận sân khấu đi ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của đường kim chú rể sẽ đứng cạnh cho nhà trang rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và song thân phụ mẫu của cô dâu Diệu Quyên sẽ đứng cạnh cánh tay phải của cô dâu Diệu Quyên ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và nhà cameraman của em anh Nhàn xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, kính thưa thầy, quý vị thân mến, và ngày hôm nay đã và đang hiện diện tại trung tâm chương trình ngay lúc này đây, cho phép được sơn xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, đó chính là sự hiện diện của đại gia đình hạnh phúc nhất của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay có sự diện của phía tư gia họ nhà trai có được di chuyển một quãng đường khá là xa xôi từ C4 đúng không ạ? Từ C4 nhà văn từ xã Thanh Sương di chuyển về phía đường ngang của chúng ta. Cho phép được sơn xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị có sự diện của bác Lương Văn bác Hoàng Văn Tin cùng với bác Hoàng Thị Tinh, với cha sinh mẹ đẻ thật sự của mẫu của đấng kim chú rể Hùng Bia. Và kính mời hai bác sẽ tiến lên một bước ạ. Và toàn thể quý vị em chào với tất cả lớn để chào đón phía tư gia nhà trai của chúng tôi ạ. Sự phát kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, ban tổ chức chúng tôi xin được đại diện cho gia đình nhà gái có bố Đường Văn Hiến và mẹ Lò Thị Mai xin trân trọng kính mời hai bác hãy bước lên một bước đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, nhà gái hân hoan mừng rể mới, nhà trai hớn hở lón dâu hiền, anh đi làm rể em về làm dâu, chủ hơn hai họ cùng cô dâu chú rể kính người lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể của mọi quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được cảm ơn sự nhiệt thành của toàn thể quý vị rất nhiều, và xin được trân trọng kính mời đại diện đã bên gia đình trở lại vị trí bắt đầu. À, số chín tên là phong mẹ phi nồng em nào sau mà thầy quả lễ hột kén quang sòng phái bông ra tần ai của bà kén quang là đối phối miếng máu mini tên được má đun tảo đu lán tham mạng tổ chức tham mạng luật pha trắng sò tạc sò cha tên là phong mẹ phi nồng em quản phủ bố sung yai phả lung trục phủ trục cung. Dù không khi được thể quý vị dân hôn thân mến, và có thể nói rằng là yêu nhau thì chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang, yêu nhau thì chẳng ngại lầm than, mới xong ta cũng lội và mấy ngàn cũng qua. Và có thể nói rằng là tình yêu nó rất là đơn giản và thiết thực, nhưng nó cũng thật là gần gũi và cao cả. Tình
tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, nó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Và còn che chở con bà cha mẹ hai bên gia đình. Và đến khi con lớn trưởng thành trên bước đường đời học tập cũng như là công tác, thì đôi tân hôn của chúng ta, họ đã gặp gỡ nhau, họ đã yêu thương nhau và họ đã quyết định cùng nhau trở lại con thuyền tình yêu. Và đến ngày hôm nay thì con thuyền tình yêu đó cũng đến neo đậu bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu, được hai bên hai gia đình đồng lòng đẹp ý, được chính quyền địa phương nơi sở tại nhất trí hoan nghênh. Và trong không khí vui tươi, trước cái phòng hạnh phúc và trước sự diện của đông đủ toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép nhà sân được dẫn chương trình xin phép được trình trọng tuyên bố đại lễ vô quỳ chúc mừng hạnh phúc trần âm cho các đơn nương cô dâu Diệu Quyên, sánh diện cùng đường kim chú rể Hùng Bia, xin phép được chính thức bắt đầu. Và một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng. Toàn thể quý vị em và các lẽ rằng trong giây phút ở đây thì nhờ sơn với các một tràng vỗ tay thật lớn nữa đến từ toàn thể quý vị ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn đúng không? Vâng, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay thật nhiệt thành đến từ toàn thể quý vị đã chính thức khai mạc chủ đại lễ vui quý chúc mừng hạnh phúc cho năm chung đường đường của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đúng là ngày hôm nay thì trời sáng mây cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn thì ban tổ chức chương trình chúng tôi có chuẩn chế ra rằng qua sông thì có phải cầu bến cầu đò, mở sân vừa cả chồng thì có phải dặn dò dăm câu, mở dặn con thì sớm sớm chiều chiều. Thì ngay bây giờ đây xin được trân trọng kính mời Hoa Núi ạ, người bạn rất của tôi sẽ thay lời cho hai bên gia đình sẽ có đôi lời phát biểu, có những lời cảm ơn đến sự diện của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin mời cái đại của mẹ Pì Đồng Hạc Panh ơi, làm đó là trừ Hoa Núi xin giữ các bạn thành hiền, chúng xã thành hiền bạn triển công người rất là bình dự sang bọn cho hơn sườn thú giản tàn nay được bên chữ mới bên diện bản quần pa là nó của bên chữ mỏ chữ nghe hàng MC khứ vực kiểu ba thời của ba mới khách cái thầy tặng nà sát bọn cho hơn sườn thú giản tàn nay em mới khó được sòng sườn về các mở này em mà lòng phò mè bản quấn của ba mới còn chân thấy cô khỏe sờ chân nâng đội trưởng phủ trà lì chân nâng bí thư phủ trà quang chân phò là nàng phành chân mẹ em bên nàng giang phành sàng chân ai cánh lòng nàng giang kiềm kè ở nhau chào khỏi làng sát bọn anh nước bận tiến và chỉ lo thị bài nhà trai quang bản thìn cánh bà chỉ hoàng thị tình cho nên nhà kiếm tó bản tó khuôn tó hiện tó trầu có bấm biết bóng đàn nè có bấm biết khè đờ hay phải hoay có bấm trăm năm năm có bấm khốn một đông trắng nà một bà trắng đướm một pha đướm một đuông đướm trẻ phè khùng trắng xình lầy đu nòi ỏi hạc ban panh rú xí bượn cầu rú cầu bượn tìm xí bượn trắng ôm mấy kín khầu cầu bượn trắng ôm mấy kín nôm bò trang điện trắng sùng mè trang trùng trắng nhảy trắng nhảy phiêng đung trắng sùng phiêng phà trắng này mà phiêng bò phiêng mè hà ngân lúc vật chay chú cứ thành sườn cơ bà mở sửa phốc hùa lốc tà sửa phà phá đông lầy chắc bắt đầu mẹn kén quăm làn ninh Diệu Quyên cơ bà mở nắng táng tủ tán chủ cách đẹp bà vườn hài song sai tà chói nên chèn kiều chứ nó này quan chủ là chẳng cưng sở ảo lầy quan báo cánh xào chẳng cưng sự im hà ai ướp bò chẳng hụt diệt sầu chẳng ảo diệt đủ té hoa té sơn cho bón cú bón già của chẳng bà chí hạ phủ tăng năm sáng si má phá đùa sở cột mò nàng gióng giỏ nàng khách mưng cày báo mi chẳng mấy kheo khẹt họt chào đúng chào tà lúc tả của chẳng khi cả bồng sống khá mà tiền hơn nhà giàu mắt tiền tàu tiền thi quan chiêm đan chẳng bà khẩu tổng bất tàng đanh khẩu cảnh bất tàng ai đủ khởi bất điện bò tà mè nai hàn thầu khẩu bền nừng di nừng trường bền khá chi khá cho nên chẳng khi cả bồng sống khá sắc bón đủ tàu đủ làm mắt tiền hơn nhà giàu mắt tiền tàu tiền chi cả bà mới sắc bón cú giả tà nay chẳng kém đầy bài mi mưa sai kém ma mưa quả hà đầy chẳng kém đầy ngất xếp ở bờ mặt chẳng kém đầy ngất ban ăn bờ hồi chẳng kém đầy ngất noi ăn bờ xếp bờ sau chẳng bất điện ban khẩu đầu hộp cưới đầu hộp đổi phẩm yên sòng làn mì biển đổi thú cù kim biển đổi sang đổi biết tóc máy biển đổi sang đổi cái bất xìa biển đổi phổ mía báo xào hàn thầu chẳng bà đẩy má nò nà nò tà ải im cứ rất là vinh dự hở sắc bón chưa hơn sưởng xúc khỏi bà đường pha xúc khỏi có biết sàng ẩn xưa thứ nhất sòn chúc hở sòng làn hạ cả tàu phồm lệch bay cả tàu phồm lón biết đủ nhim trai cả sàn cặp chăn cặp khăn chăn cắt gần thứ sòng má mà bà đường pha xúc khỏi sòn chúc hở phú già tà nay bền hơn đừng hơn điều bày kinh bà má kinh đầu thứ sàm má mà bà đường pha xúc khỏi sòn đầy tàn nà sắc bón phú già tà nay cái bà phở cười sau này chúc nhỏ ải em bạn học qua mẹ bạn cuồng hạc phanh phải địa băng cảm thấy đám nữ sửa đi hồi bình kiềng khí xe máy tái tăng đường bắt tùm bắt tôm mà bao đồ sòn làn sau này chúc nhỏ ải em bạn học qua mẹ bạn cuồng hâu ải non đời diệt bề bàn mắt tướng chờ bàn diệt cản mương mắt tướng chờ hù phủ bày ca để ế màn khòng phủ rú nòng rú nam mi bà tổ màu điện đủ tàu mắt nhớ sùng dao bê đề lơ ải non đời hết mi bằng sáu lại bằng phủ chờ bàn ải non đời hết mi làn phủ bao phăng nhiên hù làn đà đời hết mi chủ sáu lại và giúp bọn thầy của vị chúng ta mất hết sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại hạnh phúc nhất của dân hiện diện. Hòa thầy đúng không?
Và những tên lửa quý vị thân mến, và chính nhất là một vật thể hình tròn viên mãn, bác đăng nghĩa phụ thề thuyết trình làm tàu mắt sầu mày là hạc đầu chiếc sỏ phát sỏi phém bùa phát thèm căm nghiêng nghiêu mà là sẻ nơ. Và kính mến, hôm nay pháo nổ quá trời, mẹ chúc hai đứa một đời vàng son, cho hai con trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Sẽ mọi người tiếp theo món quà ý nghĩa thân thương nhất của đại diện gia đình nhà gái có bác Hương, cũng có món quà ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho hai cháu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào chồng kính ông bác trưởng bác tiếp thần sân khấu ý đầu má chồng sân khấu ấy và nóng quà mẹ ơi. Chú sẽ ơi, xin trân trọng kính mời chú sẽ đạp vờ vai đứng
chất nhất của cô dâu, sẽ mang cô dâu đến suốt cuộc đời. Xin trân trọng kính mời chú Diệp.